Chiều nay, đoàn kiểm tra số 3 của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Đà Nẵng, do ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với phường Hải Châu 2 thuộc quận Hải Châu. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn phường, qua đó giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian đến, phường Hải Châu 2 xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là tiếp tục tham mưu đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy chi bộ trực thuộc, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn việc thực hiện các luật.